Nghe nói em rành về người Nhật lắm đúng không? Ừ. Bây giờ chúng ta đang ăn trong một cái quán. Đang ăn gì vậy chứ em? Có đôi đũa đó. Em thể hiện cách ăn của Nhật cho anh xem thử coi. Và hướng dẫn các bạn như cùng bây ăn giờ có cái gì đây? Gấp rau. Rồi. Gấp rau nha. Ừ. Học cách cầm đũa của người Nhật nha các bạn. Rồi em nha, hướng dẫn các bạn cầm đũa của người Nhật. Người Nhật thì cách xa cái này một chút thôi. Người Việt á là cứ cầm cái gần lạo để ăn, còn người Nhật thì cách xa một chút, sau đó cái tay này á để vuông góc hòm tới tầm 7 độ, còn cái tay này để cho nó có thể nâng lên và nâng xuống. Rồi bây giờ chúng ta có thể gắp. Rồi xong. Gấp vậy đó hả? Nori bây giờ cầm đũa kiểu người Trung Quốc coi. Cầm đâu? Em không biết cầm của Trung Quốc. Thôi cầm kiểu người Nhật tiếp đi. Rồi em tách cái đồ đũa ra sao? Tách đôi đũa ra để gấp rồi sao tách ra? Các bạn thấy trở thành người cá sướng không? Các bạn sẽ có thể học hỏi được nhiều nền văn hóa khác nhau. Đừng có dạng này ra trong năm số 6 như này thôi. Vậy đúng không em? Chắc từng này thôi, từng cá sướng thôi. Chứ rộng này quá chắc xấu lắm. Đúng rồi.